muốn hướng, và cũng như sau này cũng mong muốn là tất cả mọi người đến ủng hộ nhà hàng để một ngày phát triển hơn và công ty Nữ Hương Việt phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Linh. Anh em thì cũng còn rất là tin, rất là trẻ. Chúng tôi mới có 40 thôi. Hay cũng mong muốn là sẽ có thật là nhiều những không gian đẹp và đồ ăn ngon để phục vụ cả quý vị và quý vị. Và thật là hạnh phúc vì khi mà Trọng Tấn đến với Hạ Long thì trong một thời gian ngắn bắt tay với các anh em ở Hạ Long, với Linh, với anh Quang, thì công ty Bích Quy Việt đã có được hai không gian đẹp, hai nhà hàng. 27 tháng 11 vừa rồi là chúng tôi khai trương nhà hàng Hoàng Dương đặc sản dê cỏ, và hôm nay là nhà hàng Phố Nướng. Và hôm nay cũng nhân ngày khai trương, chúng tôi cũng có anh em chúng tôi cũng có lời chân thành cảm ơn đến cụ thân sinh ra anh Hải Linh là Chú Kiếm. Xin mời Chú Kiếm lên sân khấu để cho anh em chúng con được cảm ơn chú với tổng công trình sư của hai nhà hàng, và lăn lộn với các con cháu suốt những ngày qua để hoàn thành những không gian đẹp như thế này. Xin được mời chú và xin được nói lời trân trọng cảm ơn những gì mà chú đã vì công ty. Xin được cảm ơn chú. Và bây giờ thì xin được phố xinh đẹp Hạ Long. Xin được chúc mừng tất cả chúng ta.